Cái phong thái biểu diễn cho bạn Tấn Trung. Thì hôm nay thì Tấn Trung may mắn được vào đây thì em sẽ cổ vũ hết mình. Tấn Trung, cố lên! Yeah. Bạn Tấn Trung quyết định giữ lại cặp số 8 lúc ban đầu hay đổi cặp khác tùy ý? À, em giữ luôn. Giữ lại cặp số 8, chúng tôi xin mời Ngô Phương Thảo mang cặp số 8 đến cho bạn Tấn Trung. Sẽ giữ đến cuối cùng. Và bây giờ thì bạn sẽ có cơ hội chọn để mở ra đợt đầu 6 cặp. Ngân hàng chào giá tiếp tục số nhỏ dần đi 54321. Và không biết là cặp nào giá trị bao nhiêu từ các người mẫu, khán giả có mặt trường quay cũng như người dẫn chương trình. Chúng ta sẽ biết khi những chiếc cặp ấy được mở ra. Và không biết bạn thích phiêu lưu mạo hiểm hay là cẩn trọng. Chiến lược của bạn như thế nào? Cẩn trọng. Cẩn trọng. Dạ. 6 cặp đầu tiên cẩn trọng lựa chọn. Bắt đầu. Số 6. Cặp số 6. Bạn Bửu Khang. 5.000 đồng. Bạn còn 5 cặp nữa. Số 5. Như Ngọc chuẩn bị. Kết quả của 1.500.000 đồng. Còn 4 cặp. Số 4. Bảo Thi chuẩn bị. 20.000 đồng. Còn 3 cặp. Số 1. Mỹ Xuân chuẩn bị. Triệu đồng thôi. Còn 2 cặp. Số 13. Bạn Hoài Phương chuẩn bị. 250.000 đồng. Còn 1 cặp nữa. Số 12. Tú Thanh chuẩn bị. 10.000 đồng. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Cảm ơn. Chiếc cặp số 8 được ngân hàng Gia Định chào mua giai đoạn này là 2.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Bạn sẽ có cơ hội mở 4 cặp. 23. Anh Thư chuẩn bị. 15.000 đồng. Còn 3 cặp. 22. Bửu Gia chuẩn bị. 25.000 đồng. Còn 2 cặp nữa. Số 3. Số 3. Phương Thùy chuẩn bị. 100.000 đồng. Tại sao lại như thế? Wow. Có lẽ con số cao vừa rồi bạn nên nhường sự lựa chọn lại. Còn 1 cặp nữa cho chị Sisi hoặc là anh Tấn Dũng nghĩ sao sao. Dạ em mời chị. Em nghĩ là cặp 19. Anh Tấn Dũng nghĩ sao? Em cũng đồng ý với CC cặp 19. Nhớ mở số cao có xích mích vì tình bạn bè, đồng nghiệp hay không ạ? Chắc có mà không sao đâu anh. Cũng có mà không sao. Cặp 19 Mỹ Loan chuẩn bị. 2.500 đồng. Ngân hàng chào giá. Alo.
Cặp 08 được ngân hàng Gia Định chào mua với giá là 2.250.000 đồng. Không chấp nhận. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Và bây giờ chỉ cần chọn 3 cặp mở ra, ngân hàng sẽ chào giá. Số 2 Minh Ngọc. Chuẩn bị. Kết quả của cặp số 2 là 1.000 đồng. Chúng ta còn 2 cặp 17 bằng Thu Thủy. Chuẩn bị. Còn một cặp nhà 15 bạn Thu Huyền. Chuẩn bị. 50.000 đồng. Wow. Bạn có hối tiếc vì con số 50 triệu mất đi không ạ? Dạ có. Hơi tiếc đúng không? Nhưng chúng ta vẫn còn 3 con số kề nhau, 20, 15 và 10 triệu. Đây cũng là một điều rất quan trọng để ngân hàng chào giá. Đã có tín hiệu của ngân hàng. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 8 giai đoạn này là 1.740.000 đồng. Không chấp nhận. Và chỉ cần 2 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Số 7. Chúng tôi xin mời vị trí số 7 dự đoán. Cặp số 7 là giá trị bao nhiêu? Xin mời thí sinh. Em tên là Cao Thị Thu Phương. Em dự đoán cặp số 7 là 10 triệu. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho Thu Phương sẽ là 1.200.000 đồng. Cặp số 7, Bảo Vân sẵn sàng với kết quả là 10 triệu. Chúc mừng Bảo Vân. Yeah. 1.200.000 đồng. Còn một cặp nữa. 25. Vị trí 25 dự đoán. Dạ em tên là Kim Chi. Dạ em dự đoán cái cặp của em là 25.000 đồng. Nếu bạn đoán đúng, tiền thưởng dành cho Kim Chi sẽ là? Dạ chắc khoảng 1 triệu. Được đó. Chúng tôi xin mời bạn Nguyễn Phương Thảo. Lần này chúng tôi sẽ mời bạn Trung chọn một cặp nữa để khán giả cùng dự đoán. Em chọn số 9 ạ. Chúng tôi sẽ chọn bất kỳ từ hàng ghế của quý vị khán giả. Hai người sẽ dự đoán xem cặp số 9 là giá trị nào đang sáng đèn trên màn hình. Xin mời phòng máy. Khối 7, hàng 3 và ghế số 2. Chúc mừng. Chúng ta lựa chọn thêm một khán giả nữa. Khối 6, hàng 1 và ghế số 1. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời khán giả trong trường quay dự đoán chiếc cặp số 9 là giá trị nào. Dạ em tên là Mỹ Hằng. Em đoán cặp số 9 là 1.250.000. Xin cảm ơn Mỹ Hằng. Xin mời khán giả thứ hai. Tôi tên là Nguyễn Thái Bình. Tôi xin đoán cặp số 9 là 20 triệu đồng. Bạn Thái Bình đoán cặp số 9 là 20 triệu đồng. Nếu như một trong hai bạn có người đoán đúng, tiền thưởng sẽ là 500.000. Nếu rơi vào con số thứ ba thì số tiền ấy sẽ sung vào công quỹ. Xin mời Kim Liên cặp số 9. Chuẩn bị. Ngân hàng chào giá. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đây cũng là đợt chào giá cuối cùng của ngân hàng. Xin cảm ơn đại diện của ngân hàng Gia Định và hẹn gặp lại chương trình sau. Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 8 giai đoạn này là 8.200.000 đồng.
chấp nhận hay không chấp nhận. Anh Dũng đang bàn với Nhã quá chừng luôn hả? Đang bàn cùng với Diệu Linh và Mỹ Linh nữa. Quyết định thế nào? Xin mời CC. Xin mời anh Dũng, hãy phân tích tình hình. Thì theo ý kiến của cả nhóm đi Trung ơi, chơi tới cùng. Quyết định cuối cùng thuộc về bạn Tấn Trung. Em chơi luôn anh. Không chấp nhận. Khán giả dự đoán cặp số 8 của bạn Tấn Trung là giá trị nào trong hai giá trị còn sáng đèn? Tiền thưởng 500.000. Nếu như một người đoán đúng và hai người cùng đoán đúng, tiền thưởng ấy chia đôi. Bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên. 7, 5, 4. Chúc mừng. Chúng tôi tiếp tục lựa chọn khán giả thứ hai. 6, 3, 3. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời khán giả dự đoán. Xin mời. Dạ, em tên là Quỳnh Trâm. Em dự đoán là cái cặp số 8. Cặp số 8 là 20 triệu đồng. Thành viên thứ hai. Em tên là Ngọc Hạnh. Em xin đoán cặp số 8 là 1.250.000. Như vậy giữa bạn Trâm và bạn Hạnh sẽ có một người được 500.000 đồng. Chắc chắn như thế. Làm thế nào để biết ai là người nhận thưởng? Chúng tôi xin mời bạn Tuyết Nga cho chúng ta xem ẩn số của cặp 18. Ẩn số cuối cùng sẽ được biết ngay sau đây. Xin mời bạn Ngô Phương Thảo Vân. Thưa quý vị, và ẩn số cuối cùng của chúng ta trong chương trình đi tìm ẩn số lần này với giá trị cũng là giá trị của tiền thưởng nằm trong cặp số 8 là 20 triệu đồng.